Xin chào các em, chào mừng các em đến với lời dạy 2.com. Hôm nay cô và các em cùng nhau bước vào phần Looking Back Unit 8 English and Speaking Country, trang số 24, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8, chương trình mới. Và đầu tiên chúng ta cùng nhau tìm hiểu là phần vocabulary, từ vựng. Number 1, match the words with the definition. Nói những từ với những định nghĩa sau. Đây là cột từ và đây là cột definition, định nghĩa. Number 1, lock. Loch ở đây có nghĩa là hồ, một từ của Scotland chỉ về hồ, cho nên chúng ta sẽ nói với câu a Scottish word for lake. Một từ của nước Scotland chỉ về hồ thì mình sẽ nói một với C. Number 2, kilt. Kilt ở đây là một cái váy nam mà thường được mặc vào những dịp lễ đặc biệt. Vậy mình có từ cute này sẽ nói với a male skirt, which is often worn on special occasions. Vậy là hai mình sẽ nói với y. Number 3, puzzling. Puzzling nó có nghĩa là bối rối hoặc là còn thắc mắc điều gì đó, thì mình sẽ nói với confusing or questionable. Vậy ba mình sẽ nói với F. Number 4, castle. Castle ở đây có nghĩa là một cái nơi, lâu đài, một cái nơi bảo vệ tốt một cách riêng biệt. Người ta gọi là a private, định nghĩa của nó là a private well-protected residence. Vậy là 4 mình sẽ nói với câu B. Number 5, legend. Legend ở đây là huyền thoại. Huyền thoại là gì? Huyền thoại là một câu chuyện cổ tích về một nơi, một người mà có hoặc là không có thật. Vậy đó là an ancient story about a place, a person that may or may not be true. Vậy năm mình sẽ nói với D. Number 6, accent. Accent ở đây được định nghĩa là a unique way of pronunciation in an area, country. Một cách độc đáo về phát âm ở một khu vực hoặc là quốc gia, thì accent ở đây là giọng điệu. Vậy 6 mình sẽ nói với A, giọng điệu hoặc là cách phát âm. Vậy là chúng ta đã xong bài tập số 1. Chuyển sang bài tập số 2. Choose the best answer A, B or C to complete the sentences. Bài tập số 2 yêu cầu chúng ta là chọn ra câu trả lời hay nhất A, B or C. Chọn ra câu trả lời tốt nhất A, B hay C để hoàn thành câu sau. Number 1, Australia has the biggest in the world. Australia, Úc thì có cái gì lớn nhất trên thế giới? Câu A là natural beauty, cảnh đẹp thiên nhiên. Câu B là puzzling games, có nghĩa là thế giới câu đố. Và câu C là castle station, trại gia súc. Thì theo như bài trước thì Úc có một cái trại gia súc lớn nhất thế giới, và chúng ta sẽ chọn là câu C. Number 2, over 1,000 seaplanes come and go on the water of Lakehood Airport in Alaska. It's really a fun to watch. Câu số 2 có nghĩa là hơn 1,000 máy bay biển chuyển đến và đi đến trên mặt nước của sân bay Hồ Hood ở Alaska, thì nó thật sự là một cái gì đó đáng để xem. Đó là A, scene, cảnh. B, icon, biểu tượng. C, puzzle, là câu đố. Vậy mình sẽ có câu là hơn 1,000 máy bay biển đến và đi trên mặt nước của sân bay Hồ Hood của Alaska. Nó thật sự là một cảnh vui để xem. Thì mình có từ cảnh là sense. Chọn câu A. Number 3, The Maori language and have had a great impact on New Zealand life. Câu số 3 có nghĩa là ngôn ngữ và cái gì đó của người Maori có tác động to lớn đến New Zealand. Vậy A, festival là lễ hội. B là dance là cái điệu nhảy, và cultural là văn hóa. Vậy ngôn ngữ và văn hóa của người Maori có
có tác động to lớn đến New Zealand. Và chúng ta sẽ chọn là culture. Number 4. Niagara Falls is a great on the border of the USA and Canada. Thousands of visitors come to see it every month. Câu số 4 có nghĩa là thác Niagara là một cái gì đó hùng vĩ ở biên giới giữa Mỹ và Canada, mà những khách du lịch đến thăm nó, đến xem hoặc là tham quan nó vào mỗi tháng. Câu A là tradition, có nghĩa là truyền thống. Câu B là spectacle, có nghĩa là hùng vĩ. Câu C là relaxation, là sự giải trí. Vậy người ta nói là thác Niagara là một cảnh hùng vĩ ở biên giới giữa Mỹ và Canada. Và chúng ta sẽ chọn là câu B. Number 5. People in country like the USA, Great Britain and New Zealand use English as their language. Câu số 5 có nghĩa là người ở những đất nước như là Mỹ hoặc là nước Anh hoặc là nước New Zealand sử dụng tiếng Anh như là ngôn ngữ như thế nào? Official là chính thức, native bản xứ và foreign là nước ngoài. Thì những người này, người ta dùng ngôn ngữ tiếng Anh là như là một ngôn ngữ người bản xứ, cho nên chúng ta sẽ chọn là native. Number 6. In summer, children often take part in a local or international. Vào mùa hè thì trẻ em thường tham gia vào các những cái gì đó ở địa phương hoặc là ở những cái địa phương hoặc là quốc tế. Tham gia vào những cái gì? A là summer camp, là trại hè. B là game. C là attraction, điểm hấp dẫn. Vậy thường vào mùa hè thì những trẻ em thường tham gia vào những trại hè quốc tế. Chúng ta có câu A, summer camp. Tiếp theo về grammar, ngữ pháp. Bài tập số 3, decide if the sentences have a present meaning P or a future meaning F. Vậy là sẽ quyết định những câu này có ý nghĩa hiện tại thì sẽ đánh vào chữ cái P, và nếu là nghĩa là tương lai thì đánh vào chữ cái F. Ở đây mình có hai cột, đây là P và F. P thì đại diện cho present meaning, còn F là future meaning. Và number 1, please phone me as soon as you arrive in Canberra. Câu này có nghĩa là vui lòng gọi cho tôi ngay khi bạn đến Canberra. Vậy, như vậy thì nghĩa hiện tại, hành động diễn ra ở hiện tại và để chỉ thói quen hoặc là sự lặp đi lặp lại. Còn nghĩa ở tương lai là những việc chưa xảy ra. Vậy trong trường hợp này, vui lòng gọi cho tôi ngay khi bạn đến Canberra, thì việc này chưa xảy ra, cho nên chúng ta sẽ chọn là F, future. Number 2, there is a documentary about Oxford on TV tonight. Don't forget to watch it. Câu số 2 là có một bộ phim tài liệu về Oxford trên TV tối nay và đừng quên là xem nó nhé. Thì câu này nó tương tự như là câu số 1 vậy, cho nên là chúng ta sẽ chọn là future, vì sự việc này chưa xảy ra. Nó bắt đầu chiếu vào tối nay nên sự việc này chưa xảy ra, nó nằm ở future meaning. Number 3. Usually on New Year Eve, thousands of people gather in Times Square in New York to welcome the New Year. Câu số 3 là thông thường vào giao thừa thì hàng ngàn người tụ tập ở quảng trường thời đại ở New York để đón chào năm mới. Thì cái sự việc này là cái sự việc lặp đi lặp lại, là thói quen lặp đi lặp lại vào mỗi năm, cho nên ở đây chúng ta sẽ dùng là present meaning. Number 4. When people travel, they use a map to find their way around. Câu số 4 có nghĩa là khi người ta đi du lịch thì họ thường sử dụng bản đồ để tìm đường xung quanh. Thì đây nó cũng có nghĩa là ở hiện tại đơn, present meaning. Number 5. Our holiday in Queenstown. Last 6 days, I feel so excited.
Câu số 5 có nghĩa là ngày lễ của chúng tôi ở Queenstown kéo dài vào 6 ngày và tôi cảm thấy rất là hào hứng. Vậy trong câu này thì là sự việc chưa xảy ra, cho nên chúng ta sẽ chọn nghĩa là future, ở tương lai. Vậy là chúng ta đã xong bài tập số 3. Chuyển sang bài tập số 4. Complete the sentences with the appropriate present tense of the verb in the brackets. Bài tập số 4 yêu cầu chúng ta là hãy hoàn thành câu với thì hiện tại thích hợp của động từ trong mục đơn. Number 1. Alaska a stay in the USA, both the Arctic Ocean and the Pacific Ocean. Và cho động từ face. Alaska, một bang của Mỹ, nó sẽ giáp với Bắc Cực và Thái Bình Dương. Thì điều này là sự thật hiển nhiên, cho nên chúng ta sẽ chia ở hiện tại. Face này chúng ta sẽ thêm S vào vì là số nhiều. Number 2. In Adelaide, south of Australia, the sun until 9 p.m. in summer, not set. Ở Adelaide, miền nam của nước Úc, thì mặt trời sẽ không lặn mãi cho đến 9 giờ tối vào mùa hè. Thì câu này đây là một sự thật hiển nhiên, cho nên chúng ta sẽ dùng hiện tại đơn. Và cách chia hiện tại đơn ở đây người ta dùng not. Và the sun là số ít, cho nên chúng ta sẽ chia là doesn't set. Number 3. Although England has several good football teams, it the World Cup only once win. Câu số 3 có nghĩa là mặc dù Anh có vài đội bóng đá tốt, nhưng nước này chỉ vô địch World Cup một lần thôi. Đã vô địch World Cup một lần thôi. Câu số 3 này chúng ta sẽ dùng hiện tại hoàn thành. Đã vô địch World Cup một lần. Rồi, thì hiện tại hoàn thành. Ở đây mình có từ it, cho nên chúng ta sẽ chia là has. Và động từ chúng ta sẽ biến chuyển nó ở cột 3, win đổi thành won. Number 4. The government of New Zealand a lot of preserve the culture of the Maori, the native people of this land do. Trong câu này có nghĩa là chính phủ New Zealand đã làm rất nhiều để bảo tồn văn hóa của người Maori và người dân bản địa của vùng đất này. Khi chúng ta nói là đã làm một cái gì đó thì chúng ta sẽ dùng hiện tại hoàn thành. Và ở đây là đã làm, mình sẽ có từ has done. Bởi vì the government of New Zealand là số ít, cho nên chúng ta sẽ chia là số ít has. Và động từ chuyển sang cột 3 là done, has done. Number 5. In Canada, the serving of coffee at the end of an evening signal that it is time for a visitor to leave. Câu số 5 có nghĩa là ở Canada thì phục vụ cà phê vào cuối buổi tối là một dấu hiệu để mà đã đến lúc, là một dấu hiệu đã đến lúc khách rời đi. Thì đây là sự thật hiển nhiên, cho nên chúng ta sẽ chia ở hiện tại. Sự thật, đây là sự việc có thật, cho nên chúng ta sẽ chia hiện tại. Và động từ ở đây là be. Chúng ta có thể chia là is hoặc are. Nhưng mà trong câu này, the serving of coffee at the end of evening, chủ ngữ là số ít, cho nên chúng ta sẽ chia là is. Number 6. In many cultures, it's considered rude if you push through people who to get out of a bus or a train. Câu số 6 có nghĩa là ở nhiều văn hóa thì cái điều này được xem như là thô lỗ nếu bạn cố gắng đẩy một người nào đó, đang cố gắng đẩy một người nào đó ra khỏi xe bus hoặc là tàu lửa. Thì ở đây cái sự việc là đang cố gắng đẩy thì đó là thì hiện tại tiếp diễn, cho nên chúng ta sẽ chia hiện tại tiếp diễn là be cộng với động từ thêm in. Và ở đây là chủ ngữ số nhiều, cho nên chúng ta sẽ chia là are trying. Vậy là chúng ta đã xong bài tập số 4. Chuyển sang bài tập số 5.
Communication. Về phần giao tiếp, check your knowledge. Hãy kiểm tra kiến thức của bạn. Work in group, discuss if the statements are correct. Và tập số 5 yêu cầu chúng ta là làm theo nhóm, thảo luận xem lời phát biểu nào dưới đây là đúng hay là không. For example, Wellington is the capital of the United Kingdom. Wellington là thủ đô của nước Anh. Điều này đúng hay không? Rồi, bạn A và bạn B sẽ bàn luận với nhau. A. No, the capital of the United Kingdom is London. I think Wellington is the capital of Australia. Bạn đầu tiên nói là không, thủ đô của nước Anh là London. Và tôi nghĩ là Wellington là thủ đô của nước Úc. Bạn B trả lời, that's not true. I am sure the capital of Australia is Canberra. Wellington is the capital of New Zealand. Bạn B trả lời rằng, điều này không đúng. Và tôi chắc rằng thủ đô của nước Úc là Canberra. Và Wellington là thủ đô của nước New Zealand. Tương tự, chúng ta sẽ làm những câu sau đây. Number 1. The Maori in New Zealand wear kilts. Trong câu này có nghĩa là người Maori ở New Zealand thì mặc váy. Rồi, chúng ta sẽ bàn luận với nhau. Ở đây cô sẽ cho nhân vật A và nhân vật B. Task 5. Đầu tiên nhân vật A sẽ nói là no, the Maori in New Zealand wear Maori dress. I think kilt is traditional clothing of Canada. I think cute is traditional clothing of Canada. Không, người Maori ở New Zealand thì mặc những cái bộ váy đầm ở Maori. Và tôi nghĩ là bộ kilt này là bộ trang phục truyền thống của Canada. Rồi bạn B sẽ trả lời là I don't think so, tôi không nghĩ như vậy. I think kilts are Scottish skirt men. Tôi thì không nghĩ vậy, tôi nghĩ là kilts là váy của Scotland cho nam giới. Rồi. Tới câu tiếp theo, câu số 2. Of English speaking country, Canada has the biggest population. Câu số 2 có nghĩa là trong số quốc gia nói tiếng Anh thì Canada có dân số lớn nhất. Thì cô sẽ có câu trả lời cho bạn A. Đầu tiên là it's not true. Nó thì không đúng. In my opinion, the United Kingdom has the biggest population. Rồi bạn B sẽ trả lời rằng oh, from my point of view,
of English speaking country. The USA has the biggest population. Rồi, trong số quốc gia nói tiếng Anh thì Canada là có dân số lớn nhất. Bạn ấy nói điều này không đúng. Theo quan điểm của tôi thì nước có dân số lớn nhất là nước Anh. Bạn B trả lời, ồ, theo quan điểm của tôi, các quốc gia nói tiếng Anh, Hoa Kỳ có dân số đông nhất. Rồi, câu tiếp theo. Disneyland is in California, a state of Australia. Câu số 3 là Disneyland ở California là một tiểu bang của Úc. Thì điều này, chúng ta sẽ lại bàn luận tiếp. Ồ, my guess, Disneyland is in California. A state of Canada. Rồi bạn B mới trả lời, that's not right. California is a state of the USA. Oh, tôi đoán là Disneyland là ở California, là một tiểu bang của Canada. Điều đó không đúng, California là một tiểu bang của Hoa Kỳ mới đúng. Number 4, kangaroos and koalas live in New Zealand. Kangaroo và koala sống ở New Zealand. Và chúng ta sẽ bàn luận. Ở đây cô sẽ cho 3 nhân vật A, B và C. That's right. Bạn A sẽ cho rằng là điều này là đúng. They live in New Zealand. Bạn B sẽ cho rằng, in my opinion, kangaroo live in Australia. And koala live in New Zealand. Bạn ấy thì cho rằng điều mà trong sách cho là kangaroo và koala sống ở New Zealand là đúng. Nhưng bạn B thì cho rằng là kangaroo thì sống ở Úc, nhưng mà koala thì lại sống ở New Zealand. Bạn C thì lại cho rằng it's not absolutely both kangaroo and koala live in Australia. They are symbol of this country. Bạn C khẳng định là nói chắc chắn là không phải. Cả kangaroo và koala đều sống ở Úc, và chúng được coi như là biểu tượng của đất nước này. Alright. Number 5, English is the only official language in Canada.
Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức duy nhất ở Canada. Điều này có đúng hay là không? Đầu tiên bạn ngay sẽ nói là That's right. Canadian là người Canada. Speak only English. Người Canada chỉ nói tiếng Anh thôi. Bạn B thì trả lời là Oh, it's not total right. Bạn B trả lời rằng nó thì hoàn toàn không đúng. English and French. So, language in Canada. Bạn B thì cho rằng nó hoàn toàn không đúng. Tiếng Anh và tiếng Pháp là ngôn ngữ chính thức ở Canada. Vậy là cô và các em đã làm xong bài tập số 5. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần finish. Finish now I can. Hoàn thành xong thì các em có thể làm được những gì? Use words, phrases to describe people and places in English speaking country. Sử dụng từ hoặc cụm từ để mô tả những người hoặc những nơi ở các quốc gia nói tiếng Anh. Use the present simple to talk about future activity. Sử dụng những thì hiện tại đơn để nói về những hoạt động tương lai. Tiếp theo là pronounce word ending in is and e correctly in isolation and sentences. Biết được cách phát âm của những từ có kết thúc là is hoặc là e một cách chính xác trong những cái câu đơn lẻ hoặc là nguyên cả câu. Rồi cuối cùng là talk and write about schedule, có nghĩa là nói và viết về những lịch trình. Vậy là cô và các em đã hoàn thành xong phần looking back trang số 24. Trên số 25, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8, chương trình mới. Các em hãy truy cập vào lời dạy hay.com để tìm hiểu những bài mới nhất nhé. Chúc các em học tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video bài giảng tiếp theo.